Bonping kết thúc chuỗi World Tour Bonping ở quê nhà. Slogan kết sâu làm fan lo lắng sẽ tàn. Blackpink Forever gây sốt. Vậy là sau thời gian dài đi tour vòng quanh thế giới, Blackpink đã chốt đơn buổi biểu diễn cuối cùng của Bonping vào 2 ngày 16 và 17 tháng 9. Trong đêm encore đầu tiên tại Hàn Quốc, nhóm nữ nhà IG đã mang đến những màn biểu diễn cực cháy, khiến người hâm mộ được một đêm cháy hết mình. Mặc dù rất cháy và biểu diễn cực sung, song các thành viên của Blackpink vẫn không giấu nổi vẻ xúc động. Cả bốn thành viên đã dành cho nhau những cử chỉ thân thiết, đồng thời không ngừng tương tác và chia sẻ cảm xúc của mình. Jennie, người thường được cho là hời hợt, ít cảm xúc nay lại có khoảnh khắc làm fan phải xót xa. Cô nàng như sắp khóc khi đứng trên sân khấu. Vẻ mặt buồn bã của Jennie đã khiến cho nhiều người phải lo lắng cho tương lai của Blackpink. Bởi sau hai đêm concert này, khả năng cao nhóm sẽ không còn đủ 4 thành viên nữa. Và người hâm mộ cảm thấy việc Blackpink sắp không còn nguyên vẹn có khả năng trở nên cao hơn khi nhìn thấy slogan mà 4 thành viên cầm trên tay cuối concert, biển hồng sẽ là những điều đáng nhớ mãi mãi, câu slogan làm bao Blink suy nghĩ. Phải chăng 4 thành viên đang ám chỉ điều gì đó, khi mà bản hợp đồng với IG vẫn chưa có kết luận cuối cùng? Thậm chí còn có tin Lisa sẽ không tái ký hợp đồng dù phía IG đưa ra cái giá rất cao. Mặt khác, một số tin tức đưa ra cho biết gia đình Lisa đã gặp gỡ bạn trai tin đồn của cô nàng là Frederick Arnold. Từ đó nhiều người đồn đoán nàng Magne có khả năng sẽ theo người yêu bỏ cuộc chơi. Quay trở về với concert, ngoài khoảnh khắc đầy xúc động và có hơi suy của Blackpink tại đêm final đầu tiên, thì tạo hình của Lisa trên sân khấu này cũng gây khá nhiều tranh cãi. Nữ idol diện đồ không thể ngắn hơn, làm fan trách móc stylist, còn người xem thì đỏ mặt. Kết thúc đêm concert final đầu tiên, Blackpink đã nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý trên mạng xã hội. Lisa vẫn là thành viên được quan tâm nhất bởi vấn đề hợp đồng của cô. Hiện fan vẫn đang giữ hy vọng mong manh, đó là Lisa cùng các thành viên sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng để duy trì Blackpink hoạt động thêm vài năm nữa.